Xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay là clip mình làm clip lại bán máy cho anh em, clip đầu tiên luôn trong năm 2021. Thì không có gì hơn thì đầu năm mình xin chúc toàn thể anh em có một năm và sự như ý và thành công trong cuộc sống nha. Thì clip này thì cũng là clip đầu tiên nên mình có một cái món quà đặc biệt dành tới anh em. Thì đây anh em, mình có chuẩn bị một cái iPhone 5 nha, máy riêng đẹp. Anh em coi kỹ ha. Đây, một cái máy mình coi thử coi. Kính thì xuất sắc nhẹ thôi. Lưng đẹp ha. 16GB. iPhone 5 quốc tế, bản quốc tế. Đó, xài rất là mượt nha. Ok. Thì đây là cái clip đầu năm. Mình cũng muốn gửi tới một cái phần quà may mắn cho anh em nào là may mắn nhận được. Thì mình sử dụng nha. Thì mình có dùng một cái cạc có ký tên mình trong này rồi nè. Thì ngày mai mình sẽ chốt số vào sáng ngày mai đi, tầm 6 giờ sáng là chốt số ha, để anh em dự đoán. Còn qua cái giờ đó là mình đã làm clip rồi thì anh em không dự đoán được nữa nha. Rồi. Anh em vui lòng comment cho mình hai cái số cuối cùng trong cái cạc này, hai số cuối cùng nha. Rồi tới lúc đó mình sẽ cào ra và mình thông báo cho anh em ngày mai lúc tầm 7 giờ mấy mình lên clip, thì 6 giờ là kết thúc rồi nha anh em. 6 giờ sáng mai thì mình sẽ kết thúc cái clip dự đoán. Thì anh em mà dự đoán được hai cái số cuối cùng này nhanh nhất, sớm nhất ha, và đúng nhất thì mình sẽ trao cái điện thoại iPhone 5 này cho cái bạn may mắn đó. Một phần quà cũng không lớn nhưng mà nó sẽ là món quà tinh thần cho anh em đầu năm. Rồi nha anh em. Thì đó là cái chương trình của đầu năm. Tặng iPhone 5 này là 16GB nha anh em. Rồi. Thì tiếp tục clip hôm nay mình sẽ giới thiệu điện thoại tới anh em nha. Rồi, quay lại clip quay máy cho anh em nha. Thì con máy đầu tiên hôm nay là một em iPhone 4 này. Mình sưu tầm được không con? Anh em rất hỏi với con máy này nha. Thì hôm nay có một con iPhone 4 16GB. Máy full sóng đẹp, riêng nguyên. Anh em nào thích thì sưu tầm xài nha. 16GB nha anh em, quốc tế ha, bỏ SIM vô là xài thôi. Máy còn hiển thị rất sắc đẹp, đẹp luôn, rất sắc nét nha. Chức năng ok, bỏ SIM xài. Nói chung dòng này giờ mình chỉ bao anh em nghi gọi thôi nha, còn mạng mung thì nó cũng chậm rồi, không có nhanh nữa. Máy riêng đẹp, anh em thích sưu tầm thì sưu tầm ha, vỏ keng luôn, gần như không xuất sắc, có một con duy nhất thôi, giá 390.000 nha. 390.000 mình sẽ kèm sạc cho anh em luôn và chưa có bao gồm phí ship ha, anh em mà tự chịu phí ship. 390.000 kèm anh em cái dây sạc, mình cũng không có cục đâu, cái dây sạc nha, cái dây mà cắm vô thôi á. À, còn cấp thì anh em sẽ chung như những cái máy cảm ứng đó nha. Gia sạc nha anh em, 390k. Oppo A37 một con nha anh em. Con này thì cấu hình anh em biết rồi, RAM 216, màn hình con này là anh in và pin 2630, vỏ 6 nha. Kính thì bên này mi nhút xíu xíu xíu, không có đáng kể, có lông mèo nhẹ. Chức năng thì xài ổn định luôn, màn sáng đẹp đó. Oppo A37 mọi chức năng ok, vỏ thì hơi xuất sắc nha. Con này để anh em giá 930.000, 930k kèm sạc và dán cường lực cho anh em. VinSmart Star màu đen, con này RAM 216GB, nói chung cấu hình thì bình thường thôi, không có mạnh nha. Đó. Kính bể nha anh em, đó, trước luôn anh em, đây kính có một đường bể ở đây, mình đã dán cường lực rồi. Đây là có một đường nứt ngang, có sao nó vậy ha, quay đúng clip cho anh em nào bạn. Thì giá thì mềm thôi, con này không có gì là quá ghê. VinMax Star. Coi thử cái cấu hình cho anh em xem này. Anh em Star 4 nha. Con Star 4. Màn hình rộng nha anh em. Đó, máy ok luôn. SIM thì anh em chọn hay SIM ra bỏ SIM nha. Có nhiều anh em không biết thì giới thiệu luôn. Đó, bể nhẹ góc, còn máy riêng. Star 4. Con này để anh em giá 830 nha, 830k. Anh em cứ coi kỹ clip nha, chứ gửi tới mấy đồng nói mấy này nọ mấy công ha. Mình có quay kỹ rồi, anh em ưng thì chốt, alo thôi. Số điện thoại đặt hàng bên mình thì có trên cái bảng nhỏ nha anh em, 0355 356 356. À, cặp trước cho mình cặp Viettel 50k, cho dù máy dưới 1 triệu. Còn máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cặp 100.000 Viettel. Đó, đó là vấn đề là rõ ràng, báo trước. Samsung J4 Core,
màu xanh, ri 4 co màu xanh đẹp, kính thì đại dáng cơ lực cho ri 4 co ri. Màn thì phản quang ở đây mình thấy có xước xước, phản quang có xước xước nha nè. Chức năng thì ok ha. Con này ra một bộ nhớ 16 ghi nha anh em. Chức năng ok hết ha. Màn thì có một hai đốm xước nhẹ. Đó. Máy thì full chức năng. Anh em bỏ sim là xài thôi. Ri 4 con để anh em giá 1.1 triệu. Con này 1.1 triệu nha anh em. Máy thì ngoại hình còn đẹp. 1.1 triệu. Một con ri 7 rim, con này thay vỏ nha anh em. Thay vỏ đẹp ha. Đây, màn thì dán cơ lực rồi, đẹp keng. Con này thì màn hình 5.5 inch ha, RAM 3, bộ nhớ 32. Pin thì 3300. Chức năng thì ok. Ri 7 rim. Hôm nay thì mình bán rất nhiều trong cơn đúng không rồi. Nhiều anh em cũng biết tới máy này. Đẹp keng. Nói chung thay vỏ rồi như máy mới, chả khác gì. Con này để anh em giá 1650 thôi. 1650. Kèm sạc với lại dán cực lực cho anh em. Một con Ri 7 Pro. Ri Pro thì cũng có hình ngang con kia thôi, màn 5.5 inch á, RAM 332, pin 3600, vỏ 6. Có xuất sắc ha, màn thay mới. Con này màn thì đã thay mới rồi. Đó, đẹp kem. RAM 332, Ri 7 Pro nha anh em. Mấy con này thì nó ra cũng lâu rồi nhưng mà mình thấy xài cũng còn ổn định, không vấn đề gì hết. Xài bằng tốt, chả vấn đề gì. Đó, chức năng ok. Ri 7 Pro xanh nhạt. Vỏ thì có xuất sắc nha. Con này để anh em giá 1.7 triệu nha. 1.7 triệu kèm sạc và dán cơ lực cho anh em luôn. Samsung A21s mẫu mới ra. Con này thì mình coi vỏ, có kèm mẫu lưng cho anh em luôn này. Vỏ đã dán keo rồi, đẹp kem, gần như không có xước sát. Vỏ quá đẹp nha. Kính thì dán cực lực cho anh em rồi, đã dán cực lực full và có bê góc dưới. Có bê góc dưới này, mình chưa ép lại luôn, để máy riêng bán, anh em nào thích máy riêng thì lấy luôn. Nhưng mà có bê góc dưới, mình thấy bật lên xài thì chả ảnh hưởng gì hết. Vẫn bình thường không thấy. Nhưng mà mình sẽ nói trước cho anh em là có bê góc đây, bê một đường hay đây. Từ đây qua. Nhưng mà anh em nhìn là không thấy luôn đúng không? Rất là đẹp. A21S nha anh em. Mẫu mới ra trong năm nay luôn. Mới ra, keng sờ beng luôn nha anh em. Chỉ bể mỗi góc đó thôi và giá nó sẽ sụt giảm cho anh em cực nhiều. Anh em nào thích thì alo nha. A21S. Đó. Con này RAM 332 ha. RAM 332. À, màn hình con này 6.5 inch, pin 5000 cũng rất là trâu. Pin 5000. Đó, máy thì rất là sáng đẹp, nó có bể góc dưới ra thôi. 332 ghi. Có sao thì quay dạy rõ ràng cho anh em. Đã dán cực lực vào, dán mặt sau cũng như là ốp lưng kèm. Anh em việc chỉ việc xài thôi ha. Mình có nói rõ trong clip rồi nha. Anh em cứ nhớ theo dõi kỹ clip trước khi đặt hàng nha anh em. Còn để em giá 2.6 triệu nha. 2.6 triệu. Mỗi chức năng full. 2.6 triệu kèm sạc cho anh em luôn. À, tiếp theo là một con iPhone 6 quốc tế, iPhone 6 16 ghi. Có vỏ ốp lưng kèm theo luôn, mình coi cái ngoại hình thì nó còn đẹp không nha. Ok anh em, máy ngoại hình còn rất là ok. Màu gold. Đó. Đẹp anh em, đã dán cơ lực cho anh em rồi. Chỉ việc bỏ sim là xài thôi. Máy full nha, vân tay vân chân đầy đủ ha. 16 ghi. Chức năng thì ok cho anh em. Anh em. Rồi, con này ra đi cho anh em giá 1.6 triệu nha anh em, 1.6 triệu ha, kèm sạc cho anh em luôn. iPhone 6 quốc tế, bỏ sim xài, không dính tài khoản gì hết nha anh em. Máy cũng còn đẹp tầm 97.8. Tiếp theo cho anh em là con Samsung A610 bản hàng màu gold. Vỏ có xuất sắc nhẹ, máy zin. Đó, vỏ xuất sắc nhẹ nhẹ thôi, còn đẹp. Máy zin nha. Con này RAM 332, màn hình 5.6, pin thì 3000. Máy ok, đã test full cho anh em. Chỉ việc bỏ sim xài thôi. Đó, chức năng ok luôn.
Máy hàng thì anh em biết rồi nha, một sim. Anh em nào thích máy riêng một sim thì ok nó đây. Chính là lựa chọn của anh em nha. Cứ coi kỹ clip nha anh em trước khi đặt hàng để tránh trường hợp sai máy cũng như là sai chức năng. Anh em không có ý nha. A60 bản hàng màu gold để anh em giá 1850. 185 kèm sạc cũng như giá cực lực cho anh em. J737 mình còn con này anh em, J737 màu đen bản hàng. Máy đẹp tầm 97-98. Vỏ sườn đẹp, kính đẹp, gần như không xuất sắc nha, đẹp chiến chiến luôn nếu mà đến là vỏ sườn. Cái màn này nè. Màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3.3, con này xài rất lành tính. Nếu anh em nào xài thì biết, mình đã bán nhiều con này rồi và xài rất sướng nha. Bản hàng một sim. Xài rất ok. Có chữ T hàng này nè. Chức năng ok. Con này để anh em giá 1950. 195, còn một con duy nhất. Tiếp theo là con Oppo F9 máy riêng. Bên trên này viền có trắc bên gen, dưới đẹp, kính này đại dáng cực lực đẹp keng luôn. F9 thì màn hình 6.3, RAM 464, pin 3.5 inch đó. Máy thì màu tím khói, rất là đẹp. Máy ngoại hình còn quá là chuẩn chỉnh đó anh em, con này bao đẹp cho anh em luôn. Chức năng ok, không có lỗi phải gì con này hết nha, rất chuẩn. RAM 464, Oppo F9. Con này để anh em giá 2.5 triệu, máy riêng 2.5 triệu nha anh em, kèm sạc cũng như là dán cường lực cho anh em rồi. Tiếp theo là một con iPhone 7 lút máy màu đỏ, vỏ có xuất sắc nha anh em, không vân tay. Con này thì báo trước anh em là máy không vân. Con này là wifi, coi thử coi nó bao nhiêu ghi. 128 GB bản LL, 128 GB nha anh em, bản khủng ha. 128 GB, máy không vân, không vân tay thôi, còn mọi chức năng xài làm tính ok anh em, màn riêng màu đỏ nha. 128 GB, con này để anh em giá 4.3 triệu là đi nhanh luôn, giá 43 anh em nào cần gọi nha, còn duy nhất 4.3 triệu. Một con Redmi 6, con này RAM 464 nha, 128 nha anh em, cấu hình mạnh nha, có cái ốp lưng kèm theo cho anh em luôn. RAM 428 GB, Redmi 6 mẫu mới ra, còn anh công ty full dài hạn luôn. Vỏ thì xước sắc nhẹ sườn này, kính đẹp đại dáng cực lực cho anh em rồi, kính không có vết xước nha. Redmi 6 mẫu mới ra của Redmi trong năm 2020, cũng là mẫu mới luôn, anh em nào cần thì lái xài. RAM 428, chip loại 8, phiên bản Android 10, nói chung là mẫu mới ra, cấu hình mạnh đó. Redmi 6 con này để anh em giá 3.4 triệu nha, 3.4 triệu kèm sạc cũng như là dán kính cho anh em rồi, anh em nào cần thì kết nối con này nha. Rồi clip này cũng xin tạm dừng tại đây, hẹn theo dõi, chào cả nhà và chúc anh em sức khỏe thành công, nhớ đón xem clip mới bằng cách đăng ký kênh cũng như là like video ủng hộ mình nha anh em. Năm mới đầu xuân thì mình cũng có chúc anh em đầu clip rồi, thân ái chào cả nhà và hẹn lại clip ngày mai.